Dạ anh. Thằng nào? Anh ơi. Thằng nào trộm thằng của tao? Dạ. Nói. Anh ơi. Dạ. Đứa nào? Tụi em đâu có dám. Anh tha cho tụi em. Dạ. Giòn trộm đó anh. Mày ơm. Tao kêu mày canh giữ kho hàng. Bây giờ mày nói trộm là trộm làm sao? Hả? Dạ. Nội bộ bây giờ lộn xộn lắm anh. Tụi em có thể canh trộm ngoài được chứ sao canh người trong nhà anh? Anh ơi. Mày nói trộm trong nhà là sao? Hả? Dạ, là người trong nhà ăn trộm hàng. Mày ơi, mày ơi mày. Tao kêu mày nói cho rõ ràng. Mày ướp mỡ mày có tin tao bắn bẫy đâu mày không? Hả? Dạ, em đâu có dám ướp mỡ. Hôm bữa em kiểm tra hàng thấy mất 10 kg. Lúc đó em có báo mà không ai nghe. Cứ một hai đổ tội cho em. 10 kg nguyên liệu? Tụi mày có biết 10 kg nguyên liệu? 10 kg nguyên liệu là một gia tài, có thể sống tới suốt đời. Đứa nào cũng tham lam như vậy thì tất cả anh em còn lại chết đói hết hả? Dạ. Tại sao mày quả quyết là trộm trong nhà? Nói. Dạ, anh thấy đó, ai cũng biết muốn ăn trộm số hàng này thì người đó phải hiểu rõ đường đi nước bước của cái kho này. Bằng chứng là anh thấy đó, không có cái ổ khóa nào bị bẻ hết. Dạ đúng rồi đó anh, không có ai bị tấn công mà cũng không có động tình gì xảy ra hết. Được, là do tụi bay thành thực khai báo, tao sẽ thưởng cho tụi bay bằng cách là cho tụi bay chết một cách mau chóng nhất. Tất cả tụi bay, còn cái chết của hai thằng này làm gương. Tao kỳ hẹn trong 2 ngày phải tìm cho ra thằng trộm, còn nếu không tao bắn bỏ hết. Bà nghe gì không? Tôi nghe có tiếng súng á. Vậy hả? Tôi cũng nghe á mà không biết cái gì vậy nữa. Ông giết hai đứa nó luôn rồi. Ông còn nói á, trong 2 ngày phải tìm ra được thủ phạm, nếu không ông sẽ giết luôn tụi tao. Tao nghĩ không làm nữa. Mày nghĩ rồi lấy gì ăn? Thà chết đói còn hơi chết thảm. Ở lại đây có ngày á, mình cũng bị làm thịt à. Với cái kiểu giận cá chém tất như vậy á thì không biết chết ngày nào. Mày nói đúng á. Ổng coi tụi tao như là còn thua con chó nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nghĩ lại, bây giờ quán bar cũng đã đóng cửa rồi. Nhiệm vụ chính á là phải canh kho hàng. Mà bây giờ lỡ để mất trộm, ổng điên cũng đúng thôi. Đành rằng là nhiệm vụ, nhưng công việc nào mà không có sơ sót? Bộ cứ có sai sót là phải giết người hay sao? Giết người cướp của còn có cơ hội ở tù chung thân. Ổng tưởng ổng là ai mà có quyền định đoạt số mạng của người khác? Tụi bay muốn có ngày bị bắn nát ốc á thì cứ ở lại. Tao nghĩ không làm nữa. Bây giờ tới thẳng nhà thằng Tài hả? Ừ. Công nhận động cơ của thằng Kiệt cũng mạnh mẽ lắm. Nó mà có cơ hội, nó xử vợ chồng thằng Tài lâu rồi. Tôi cũng đã nói với nó rồi, chờ tụi mình tìm cách giao lưu với lại thằng Hùng xong chứ không thể bị bậy kế hoạch hết. Nếu như mình không giúp đỡ cho nó tiếp cận vợ chồng thằng Tài, tao nghĩ nó có thể tự làm từ lâu rồi. Nè, ông có suy nghĩ đến lời của thằng Kiệt không? Cái gì? Phản thằng Hùng hả? Ông lo cái gì? Ông không nhớ rằng thằng Hùng đối xử tệ bạc với anh em mình như thế nào hả? Tao nói cho mày nghe, anh em trong nhà không có chuyện phản phúc mà nghe chưa? Phản phúc cái gì ở đây? Mình vô thấy kẹt thôi mà. Kẹt cái gì mà kẹt? Nếu như mà thằng Hùng không đi vô cái con đường này thì bây giờ ông đã là ông Trâm rồi. Yên ổn đến việc giao hàng trên đường biển của ba rồi kìa. Tôi nói thật nha, đôi lúc tôi hối hận lắm. Tôi nghe theo nó giao hàng trắng, cuộc đời có linh hương đó, nhưng đổi lại được cái gì? Có thời gian hưởng thụ đâu.
ra đường á thì gặp kẻ thù, làm việc á thì dầm mưa dãi nắng, sống thì trốn chui trốn nhủi, chưa kể gặp công an bố ráp nữa chứ. Tao mới mua được mấy cái xe đẹp phải giống như xịt vậy đó. Đó, sống có ra sống không hả? Ra đường không được đường đường chính chánh thì làm sao dám nhìn lên mặt trời hả? Nhưng tao nghĩ mình không thể nào phản bội thằng Hùng được. Ông sợ cái gì? Ông sợ mình lực lượng không đủ mạnh hả? Phải. Vậy thì cấu kết với thằng cừu sói đi, rồi kêu nó chia địa bàn. Ông đừng quên, thằng Hùng có thể cấu kết với thằng cừu sói hại ông, chiếm hết tài sản của ba. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình cũng chơi chiêu này. Có lý đó. Nhưng trước tiên đi gặp thằng Tài đã, coi nó như thế nào. Đi bằng cái gì đây? Ông sợ hả? Thì đi xe tôi đi. Nhìn màu sắc vậy đẹp á, muốn đi đâu hả? Chút nữa thằng Vĩnh thằng Hào ghé qua, em cũng phải tiếp đón đàng hoàng chứ. Hai cái thằng bất tài vô dụng đụng đâu hư đó, còn làm anh tốn 10 ký nguyên liệu để cứu thằng Hào nữa chứ. Em đang nghĩ có khi nào vụ mất hàng trong kho của anh tối hôm qua liên quan đến thằng Vĩnh. Em nói sao? Anh thử nghĩ coi có sự trùng hợp nào kỳ lạ đến như vậy. Thằng Cường sói á thì yêu cầu 20 ký hàng mới thả thằng Hào, trong khi đó anh chỉ cho mang đi có 10 ký để chuộc thằng Hào. Nhưng cuối cùng thì thằng Hào cũng được thả. Thì đó, tụi canh kho thì nói vụ mất trộm không có dấu vết gì đột nhập từ bên ngoài, mà bọn trộm này chắc chắn phải tìm hiểu rất kỹ mọi ngóc ngách và cả giờ giấc nữa, cho nên mới thực hiện được phi vụ hoàn hảo đến như vậy. Cũng đúng. Cũng có thể vụ trộm này là do ông Vĩnh làm. Còn khả năng gì nữa? Em khẳng định với anh, thằng Vĩnh làm vụ này. Điểm yếu lớn nhất của thằng Vĩnh là sống rất tình cảm với anh em. Vì sự sống chết của anh em, nó có thể là bất cứ chuyện gì. Rất tiếc, rất tiếc là bây giờ không thể nào cho một viên đạn vào đầu nó. Đó, anh khùng quá à. Hở ra là cứ đòi bắn giết. Như vậy tụi đàn em sợ bỏ anh đi mất, thì ai gọi anh là đại ca? Nhưng nếu không trừng trị nó thì tụi nó sẽ lờn mặt. Anh lại làm quá tay rồi. Bộ anh quên là lạc mềm buộc chặt hay sao? Lạc mềm buộc chặt, lạc mềm buộc chặt. Một lát nữa anh phải lấy một số lạc mềm để buộc chặt hai cái thằng bất tài vô dụng đó. Dạo này hai người làm việc chẳng được cái tích sự gì hết trơn. Nè, bà vừa nói cái gì đó? Tôi nói vậy không rõ ràng hay sao? Đúng là đồ vô tích sự. Nói vậy là nhẹ rồi đó. Ngày xưa tôi đánh giá hai người rất cao, bây giờ tôi có phần hối tiếc. Thôi đủ rồi, bà đừng có lên giọng kể cả với tụi tôi nha. Bà lấy tư cách gì mà nói với anh em tôi giọng đó? Thì vô dụng nói là vô dụng, ai cũng có quyền nói sự thật mà. Ai cũng có quyền nói sự thật, nhưng nói thì không được, kể cả mày cũng vậy. Tao thì sao? Mày thì không đủ tư cách để nói với tao giọng đó đâu. Mày cái gì? Anh, mọi người bình tĩnh đi, coi chừng lên tăng sông đó anh. Dù có bị cái gì đi nữa cũng phải xử thằng này trước. Mày đòi xử ai hả? Xử ai? Mày dám nói với tao giọng đó hả? Mày mày biết tao phản hả? Anh Chí Tài, anh Tài, bình tĩnh đi mà. Tao xin lỗi, tao có lỗi, tao xin lỗi. Sao? Mày ngon lắm hả? Mày ngon mày bẻ tay tao lần nữa coi.
Tao tao bắn mày trước, tao giết mày chết. Xong tao nói chuyện với thằng Hùng sao? Mẹ thằng chó mày, tưởng tao không dám bắn mày hả? Hả? Mọi người bình tĩnh đi mà. Tao xin lỗi. Tao là Trí Tài, không phải là Trương Hùng. Cho nên tao không có quyền nói chuyện với anh em mày như vậy. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Mọi người bình tĩnh lại đi. Tao chỉ nhắc cho tụi bay nhớ, tụi bay chỉ còn có một tuần đi lo vụ thằng Cường xói ở vùng biên, mở đường cho ông Hùng đem hàng qua giao dịch. Nếu tao không làm thì sao hả? Nếu không làm á thì ông Hùng cho người thay hai anh chứ sao? Đồ đó cũng đang qua để làm chuyện đó đó. Thằng Hùng có quan hệ gì bên đó chưa mà dám đưa hàng qua? Tôi làm thì làm đi, hỏi gì làm gì. Cái gì? Xin lỗi, ông Hùng chỉ nhắn vậy thôi, tụi ta không biết gì hơn. Tao nói cho mày biết nghe chưa, cẩn thận lời ăn tiếng nói của tụi bay nghe chưa, không tao bắn nát sọ đó. Còn nữa, ba kêu người thay thế thằng Lâm, sao không thông qua tụi này vậy? Chuyện này tôi chưa nói với hai anh hả? Trời ơi, cái đầu tôi dạo này lu bu quá tôi quên. Chứ lại cũng tại anh Hùng kêu tôi làm gấp chuyện này, cho nên thôi được rồi, để tôi rút kinh nghiệm, lần sau tôi sẽ bàn với hai anh trước khi triển khai được chưa? Mày nên nhớ, mày chỉ là con chó của thằng Hùng thôi, nghe chưa? Nghe chưa? Anh! Còn mày nữa, anh bình tĩnh đi mà anh. Anh coi chừng lên tăng xong ạ. Bình tĩnh đi anh. Chúc mừng anh. Không, chúc mừng cả đội mới đúng chứ. Em không ngờ là anh Kiệt đã hoàn thành kế hoạch ly gián chỉ trong một thời gian ngắn. Trước đây anh cứ nghĩ nội bộ chúng đã xào xáo, chưa đã được sẽ thành công. Không ngờ chúng ta lại có kết quả sớm như vậy. Cũng nhờ anh Kiệt đã kịp gắn chip khắp các phòng trước khi bị bắt. Tại chúng ta mất thời gian giải mã, nếu không Kiệt đã không phải đau khổ như vậy. Nhưng em chỉ tiếc một điều là anh Kiệt đã không kịp gắn chip trong phòng ngủ của Tài Hồng, lại thêm một số chip bị chúng phát hiện và gỡ ra. Nhưng em tin ngay mà Trương Hùng lộ diện sẽ không còn xa nữa. Nhưng có một điều là thật sự anh không hiểu, tại sao công an khu vực luôn khẳng định không có mặt tên Trương Hùng hay bất cứ một người lạ nào trong căn nhà đó. Nhưng chắc chắn một vài lần bà Hồng đưa máy cho Trương Hùng nói chuyện với anh em của hắn. Vậy anh nghĩ là trong nội bộ của chúng ta có nội gián à? Chuyện này khó nói lắm. Dù có hay không, anh cũng khó giải thích tại sao tới giờ này vẫn tìm hắn trong vô vọng. Chào hai đồng chí. Chào em. Anh, em đã tính ghé qua bệnh viện để thăm Mai Lâm. Đồng chí Phương, vẫn còn đang trong giờ làm việc, tôi yêu cầu đồng chí Phương phải dùng từ cho chuẩn. Dạ, cảm ơn đồng chí Luật đã nhắc nhở. Em đi trước. Chào Phương. Ê, chào đồng chí Phương mới đúng chứ. Đồng chí Luật xin chào đồng chí Phương. Nè đồng chí Phương, tìm đồng chí Mạnh có chuyện gì không? Anh này. Anh nè. Sao? Anh định khi nào mới cho em làm bà trùm ma túy bên Cam đây? Anh đang lên kế hoạch, nhưng anh không muốn em mạo hiểm. Đồng chí đừng có nói như vậy, đây là trách nhiệm và vinh dự của tôi, đồng chí phải cứng rắn lên chứ. Yes madam. Em đi trước.
Em đã nói với anh rồi, em thích bình minh hơn hoàng hôn. Kể từ khi mình gặp lại nhau sau khi chia tay trên biển, anh không nhớ hay sao? Anh. Hả? Trời chưa đủ tối hay sao còn đeo kiếng đen? Em quên anh lộng trùm của bóng đêm hả? Khi màn đêm buông xuống, sức mạnh của bóng đêm càng lan tỏa. Cho nên anh cảm thấy xã hội này, cuộc đời này luôn luôn không đủ tối, nên anh mang kiếng đen. Anh á, cái gì cũng nói được, thua anh luôn á. Thua anh phải không? Anh có món quà tặng em. Chắc chắn em thích. Đeo vô. Thôi đi. Anh á, giờ phút này còn lãng mạn tay ngang được nữa. Không phải là lãng mạn tay ngang. Chúng ta đã trải qua rất nhiều sóng gió, đôi lúc cận kề cái chết, nhưng tình yêu của chúng ta thì không bao giờ thay đổi. Anh không biết trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp những chuyện gì nữa, những ngăn trái, trắc trở. Cho nên anh quyết định bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ tận hưởng tất cả những phút giây chúng ta có mặt bên nhau. Chào ông. Đưa bà Thư đi. Cái mớ này chắc cũng trên 15 kg. 20 kg. Tao chắc chắn điều đó. Vậy giao dịch coi như xong. Chào ông. Khoan đã, mày đi theo tụi thằng Vĩnh, thằng Hào cho tao. Dạ được, nhưng ông phải thêm chi phí khác. Tao trả mày gấp đôi, với một điều kiện là tin tức phải chính xác và nhanh chóng. Ông yên tâm, nếu có tin tức tôi sẽ mail cho ông. Được. Chào ông. Khoan đã. Dạ. Cho mày nè. Cảm ơn ông. Anh rất thích những thằng giang hồ con có phong cách láo táo như vậy. Anh thôi thám tử riêng hồi nào mà em không biết vậy? Chuyện lặt vặt mà, em để ý làm gì? Vấn đề là bây giờ chúng ta phải mở rộng mối quan hệ, chứ tin hết vào bọn thằng Vĩnh, thằng Hào như băng muối ngày nào không hay. Những gói nguyên liệu này đều mang dấu của chúng ta. Em chắc chắn thằng Vĩnh chôn qua bên đó để cứu thằng Hào. Em nói đúng, nhưng vấn đề là anh không biết bọn thằng Vĩnh, thằng Hào có mối quan hệ liên quan mật thiết gì với bọn cược sói. Anh, em nghĩ trước mắt tụi nó không dám đâu. Ừ. Nhưng mà anh đừng nghĩ đến chuyện hạch sách hay trừng phạt tụi nó về chuyện này lúc này, nghe chưa? Anh biết rồi. Anh. Ừ. Em nhớ đến những ngày hạnh phúc hiếm hoi của mình trước đây. Ừ. Anh cũng đang nhớ chuyện đó hả? Không. Hiện giờ anh không biết bọn thằng Vĩnh, thằng Hào đang nghĩ gì và làm gì. Mấy ông muốn gì? Tao muốn gặp đại ca của mày. Để tôi vô báo. Mày nghĩ kế hoạch thằng Kiệt đưa ra có được không? Cũng được, nhưng mà quan trọng thằng Cường Sói như thế nào kìa. Cũng như không. Tao muốn hỏi mày là mày nghĩ thằng Cường Sói nó có đồng ý hợp tác cho mình không?
đồng ý thì có thể đồng ý rồi đó. Nhưng mà quan trọng là đó đòi hỏi quyền lợi như thế nào, mình có chấp nhận được hay không kìa. Chỉ cần mình lấy lại công việc, cản làm ăn, còn mày thì quản lý quán bar, vậy là ok. Cái gì mất vậy? Mình phải đòi hỏi nhiều hơn nữa chứ. Liệu cơm gấp mắm, lấy nhiều sao quản lý hết. Mình giúp nó lật đổ thằng Hùng. Địa bàn của nó rộng như vậy, một mình ăn sao hết. Mình làm vừa phải thôi, vừa sức với mình, mà còn tìm cách thoát khỏi ma túy nữa mày. Kìa, xin chào. Nhà mày làm ăn được dữ. Chưa đâu, đến được gia hàng còn ghê hơn nữa. Chúc mừng mày nha. Cảm ơn anh. Đại ca tôi có việc phải đi họp khuya, tại vì hàng bị tắc ở biên giới. Đại ca cũng nhắn lại là đại ca đồng ý. Tuy nhiên các anh có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi, khi mà đại ca trở về tôi sẽ nói lại, đại ca sẽ giải quyết. Đại ca cũng gửi lời xin lỗi các ông vì bận việc đột xuất. Vì chừng nào đại ca mày về, tụi tao sẽ quay lại. Vậy có kịp không? Nếu đại ca ở cả tháng thì sao? Nợ bên đó thì bao lâu cũng được, kệ nó đi. Chỉ cần mày nhắn với nó rằng con Hồng cho tụi tao có một tuần để giải quyết đường dây làm ăn ở biên giới của nó thôi. Vậy hả? Mày đưa cái điện thoại đây. Mày đừng có lo, tụi tao đang bàn chuyện hợp tác với bà Hồng. Sẵn đây muốn hợp tác với thằng Cường Sói, tương kế tự kế, để mà lật đổ thằng Hùng. Đây, đây là số điện thoại của tao. Khi nào đại ca mày về, kêu liên lạc với tao liền. Tao đang có chuyện cần bàn để hợp tác. Thật là đúng ý đại ca của tôi, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cứ vậy nghe, mày cứ nói với Cường đi. Chỉ cần dẹp được Trương Hùng thì chuyện gì mà đại ca tôi không hợp tác với các anh. Tôi thấy kế hoạch của anh quy mô lắm đó, sẽ rất là khó khăn. Nhưng nếu anh nói các chủ sòng bài đã có quan hệ tốt với mình thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không nói với họ anh là ai. Anh nói với họ là chúng tôi cần thuê hãng casino của họ làm một phim trường. Mọi chuyện xảy ra xem như chúng tôi đang quay game show, một chương trình thực tế. Ý kiến hay lắm. Như vậy con mồi của anh sẽ không phát hiện được. Thật ra tôi chỉ cần tên Trương Hùng lộ diện, chắc chắn hắn sẽ đến. Phòng được không cưng? Dạ. Ở đây an ninh chứ chị hả? Em yên tâm đi, rất là an ninh. Nè, dạ, đây là chìa khóa phòng của em nè. Dạ, cảm ơn chị. Ô
ai đó? Anh đây, anh có chuyện muốn nói với em. Anh chờ em chút. Anh. Ừ. Phòng này ổn chứ? Cũng tạm. Nè, tranh thủ đi, đi dạo một vòng. Ủa, anh nói là cho em tới 30 phút lận mà. Ừ, nhưng luật dự báo với anh vừa tìm được một người thông thạo được, hứa dẫn mình tới chỗ đó tham quan một cách chu đáo. Vậy thì hay quá rồi, để em chuẩn bị nha. Nhanh đi, anh đợi. Dạ. Coi như bố thí đi, tôi đang cần tiền. Cô cần thì nói, người ta cho. Tại sao lại cấp hả? Cho tôi xin đi, sau này có cơ hội tôi sẽ đền đáp cho cô. Cô, để cô chạy đi. Sao, có chuyện gì? Ăn cắp giặt thôi à. Ăn cắp giặt mà giỏi giỏi vậy sao? Hả, anh thấy tụi em đánh nhau hả? Thấy, anh biết cô ta có giỏi đó. Không những biết giỏi mà còn rất giỏi giỏi nữa. Ê chà, mình lọt vào đất giang hồ thật rồi. Ăn cắp giặt mà trình độ như vậy, sau này gặp cao thủ không biết đối phó sao đây. Ừ? Anh nói thật đó. Ờ, vậy bây giờ mình đi luôn ha anh. Ừ, em về phòng thay đồ đi, anh kêu cụ Lực qua đón em. Ok. Mày không tin tưởng tao sao? Tin á là tôi tin, nhưng mà tôi không tin á ông Cường dẫn anh em dòng họ Trương đi gặp trực tiếp ông Trùm Long đâu. Vậy thì để cho vợ bé của ổng liên lạc giùm được không? Thì đó, nhưng mà ông Cường không bao giờ dắt mọi người gặp bà Nguyệt đâu, mối làm ăn của ta mà. Thì đúng rồi, ông Trương Hùng từ trước tới giờ làm việc là muốn truy tận gốc dây tận ngọn mà. Nhưng mà làm gì làm cũng phải chừa ta cái ăn chứ. Thôi kệ con bà đó đi, tụi mình làm lính lát mà, làm theo đi cho nó êm chuyện. Nhưng mà kế hoạch của anh sao? Bây giờ vẫn chưa có việc gì cụ thể. Trước mắt á là ông Trương Vĩnh với thằng Hào muốn lập công để gặp mặt Trương Hùng, cho nên phải nghe lời ông Tài và bà Hồng thôi. À, vậy là lần này hai ổng giới thiệu mối làm ăn này hả? Đúng như vậy, muốn gặp mặt Trương Hùng. Nhưng mà đến khi gặp mặt Trương Hùng rồi thì giao vợ chồng kia để tao xử. À, mày muốn tham gia chuyện này không? Tham gia là chi? Người đánh tôi sống dở chết dở á là ông Lâm, bây giờ đang ngồi tù bốc lịch kìa, đợi ngày dựa cột. Mày có muốn vào thăm ổng không? Nếu mà tôi không dính cái lệnh truy nã, chắc rảnh chắc cũng đi thăm. Nghĩ kệ cũng lạ ha. Khi mà người gây chuyện ác, dù là vô tình hay cố ý, thì cũng đều bị trả nghiệp hết. Đúng rồi anh, quả báo nhãn tiền mà. Bởi vậy em ủng hộ anh đó. Mày nói chính xác. Bây giờ cứ để cho mấy anh em nhà họ Trương chém giết lẫn nhau đi, để cho bớt phần nghiệp chướng. Không lẽ để cho tụi lính lát tụi mình gánh hết? Đúng rồi đó, tôi ủng hộ anh, dù cái đen. Ủa, vậy giờ mấy thằng đàn em mà nó phản anh tính sao? Mày nói tụi thằng Mẫn thằng Hoàng hả? Thì nói chứ ai. Cùi bắp. Mấy thằng đó không có hậu đâu, trước sau gì cũng lãnh hậu quả. Uống đi. Gặp thằng Hùng rồi xử lý sao? Chờ cho nó gặp thằng Long trước đi, rồi xử nó sao? Còn thằng Tài với bà Hồng, sau khi nó gặp thằng Long xong, để coi tình hình sao, rồi xử nó luôn.
làm ơn xử lại lại dịp tôi nhanh gọn đi, để nó phá đám hoài cái chuyện tụi mình nè. Tao cũng muốn lắm chứ, nhưng để coi thằng Hùng nó có quan hệ mật thiết như thế nào với tụi nó. Bộn sợ phá đám chuyện của thằng Hùng hả? Đúng vậy, tao sợ mọi chuyện sẽ gặp trục trặc nếu như thằng Hùng giao cho vợ chồng nó làm nhiệm vụ quan trọng. Thôi đi ông ơi, ông lo toàn những chuyện bò trắng răng không à. Tôi á là tôi còn muốn xử thằng Hùng cho rảnh tay nữa kìa. Hơi sức đâu mà lo cho vợ chồng thằng Tài với bà Hồng. Mày hay quá, xử nó rồi ai làm trùm? Sao mà không làm trùm được? Mày nói dễ quá, dễ như mày nó giao cho mày làm trùm từ lâu rồi. Thôi đi ông ơi, ông lo hoài à. Bây giờ ông đập nát cái nhà cũ đó đi, xong rồi ông xây cái siêu thị. Nếu mà ông xây không được cái siêu thị thì ông xây mẹ nó cái chợ cũ cũng được nữa. Cả đời ông kinh doanh cũng không hết nữa. Giờ thằng Lâm đi thăm nó về, có nói gì không? Có, mà có chuyện tôi không hiểu. Chuyện gì? Thì vợ ông Lâm đi vô gặp ông Lâm á, rồi nói cái gì, ông Lâm nói cái gì mà nó không hiểu, rồi nó về nó hỏi tôi cũng không hiểu nữa. Nó nói cái gì? Đó là cẩn thận trái tì, trái tì. Trái tì? Trái tì là cái gì? Thì đó, hồi đó giờ ông Lâm á, ông thích trồng cây qua lá cành cái gì đó, mà ở nhà của ông á, có bao giờ mọc cái trái tì đâu. Trái tì là cái cô mẹ gì tự nhiên hỏi tôi có biết đâu. Nó nói có câu vậy thôi hả? Thì nói vậy thôi, có một câu nói hoài à. Nó không hiểu, nó hỏi tôi cũng không hiểu luôn. Nhưng mà lúc đó đầu óc nó còn tỉnh không? Giờ ông Lâm nói á, là ông Lâm không có được bình thường. Nè, có khi nào ông bị thần kinh không? Chắc vô trọng bị tra tấn hoài hay bị áp lực gì á. Nhìn gì vậy? Vô đi. Con chó đâu mày? Anh sợ con chó hả? Nó cắn chết sao không sợ? Mày nghĩ sao không sợ? Nó bự vậy nó nhảy lên cắn cổ tao sao? Em cột nó sau nhà rồi. Cột thiệt không đó? Thiệt. Ủa, mà con chó suốt ngày em đánh nó miết à? Anh sợ con chó, anh sợ em không? Sợ mày quá. Đóng cửa lại đi. Dạ. À mày nè. Dạ. Gặp bà Hồng ở đâu vậy? Bà đợi hai anh trên phòng khách đó. Alo. Bộ ông tin tưởng thằng Kiệt móc nói vô đây hả? Mày không tin đó sao? Không tin tưởng cho lắm. Ý mày là sao? Thì đó, thì tôi chỉ sợ nó nói xạo thôi. Nó chỉ mong giết được vợ chồng thằng Tài. Còn cái chuyện nó dụ thằng Hùng ra để gặp thằng Trùm Long thì nó đâu có quan tâm. Mày sợ nó không móc nói đúng người cho mình hả? Chứ còn cái gì nữa? Làm cái gì mà dễ dàng móc nói dữ vậy? Cũng dễ dàng thiệt, nhưng mà cho dù thằng Hùng nó có gặp thằng Long giả mạo đi nữa cũng đâu liên quan tới tao với mày. Nhưng mà nếu như thằng Hùng phát hiện hăm dọa mình thì sao? Thì có làm sao đâu. Thì trước mắt nó, tao với mày vẫn làm việc xông xáo cho nó mà. Nếu mày không tin thì trong thời gian này mày có thể điều tra thằng Long theo nhiều hướng khác, có mất gì đâu. Có mất gì đâu. Nhưng mà nè, nó cột con chó thiệt không vậy? Tôi vẫn thấy sợ đó. Nó nói nó cột đằng sau rồi, mày sợ gì nữa? Vậy mời hai ông. Dạ cho ba. Bà đổi người làm rồi à? Lính lát bây giờ khó tìm lắm. Bà có địa chỉ của ông Muối không? Có. Để làm gì?
tôi định xác minh vài chuyện. Chuyện này cũng quan trọng lắm đó. Được, để tôi cho. Nhưng mà hai người hôm nay đến đây không phải vì chuyện đó đúng không? Tôi có cuộc hẹn gặp ông Long cho bà rồi. Không phải anh Hùng cứ hai người đi dẹp cường xóa hay sao? Cũng vậy thôi. Mục đích của thằng Hùng cũng để liên hệ với ông Long mà. Tôi đã dọn đường sẵn hết rồi. Nhưng hai người làm cách nào mà liên lạc được với ông Long? Ông có con vợ bé tên là Hải Nguyệt, làm chủ mấy casino ở vùng biên đó. Chuyện đó tôi biết. Con nhỏ này đứng ra nhận các mối làm ăn với thằng Cường Sói, nên cũng có tiếng nói với ông. Chuyện đó tôi cũng biết rồi. Nhưng đừng nói với tôi là Cường Sói chỉ móc nối cho ông Hùng đi gặp Trùm Long. Là do con Nguyệt lo chuyện đó đó nha. Dĩ nhiên là không phải rồi. Để lấy được tin của người giao hàng, tụi tôi phải mua chuột lính của nó đó. Chẳng hạn như thằng Nhí gì đó đó. Nhưng hai người giải thích như thế nào khi Trùm Long muốn làm ăn với mình, khi ông biết mình với Cường Sói không đội trời chung? Ông đâu dễ thả mồi bắt bóng. Và trong khi ông đang làm ăn ngon lành với thằng Cường Sói, bà nói cũng phải. Con Nguyệt nói ông Hùng nhà mình là có thực lực hơn. Với lại hai vợ chồng họ đâu có nói với ông Cường Sói là làm ăn chung với ông Hùng đâu. Xem ra họ đang so dò so cẳng, có ai tốt hơn thì chơi đây. Đúng rồi, bà thông báo giùm đi. Tôi đây có thông tin, 3 ngày nữa gặp nhau ở sòng bài đó. Mình qua bển luôn sao? Phải. Thôi được rồi, hai người ở lại ăn cơm trưa đi. Tôi đã cho người chuẩn bị tiệc từ sớm rồi. Hôm nay không sai nhất định không về nha. Cái này thì ok. Sao mày ok nhanh vậy? Thì chỉ là ăn cơm thôi mà. Nếu không nhận lời mất công mất lòng bả, rồi lại bực mình. Bà nói không hợp tác nữa, mệt lắm. Nhưng tao không ưa nó. Mình phải kiên nhẫn thôi. Ông anh của tôi không thấy là tương lai đang sáng dần lên hả? Mọi chuyện đang tốt đẹp mà. Ông suy nghĩ cái gì vậy? Tao suy nghĩ hoài mà không hiểu. Trái tì là trái gì mày? Trái tì nghe cũng quen. Giống như là anh đã từng nói rồi đúng không? Con không biết. Chỉ cần mẹ ở với con, không có cần ở đây nữa, giống như hồi trước á mẹ. Con đừng có nói như vậy. Mẹ Hồng mà nghe được, mẹ Hồng đánh mẹ chết luôn đó. Còn nếu không cũng sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà, không có được gặp con nữa đâu. Con không muốn cơ bả là mẹ Hồng đâu. Nhưng bà ấy mới thật sự là mẹ ruột của con. Con không biết ai sinh ra con, nhờ ai mà có con. Con chỉ hơn một mình mẹ thôi à. Chỉ có một mình mẹ thôi. Con thằng nhóc này, nghe nói là hình như nó là con của thằng Tài đúng không? Con nhỏ đó, nó chính là người mang thai hộ cho vợ chồng thằng Tài. Mang thai hộ hả? Nè, có khi nào nó là con của thằng Hùng không?